Chào mọi người, hôm nay mình sẽ ăn gỏi cuốn. Đây mình cuốn với tôm với lại các loại rau. Trong đây mình có bỏ hẹ nè, với lại cải xà lách. Mình không có cải xà lách nên mình gói cái cải này kia bằng cái gì, kia bằng cải dúng á. Cải dúng mình bỏ cải nó vô, với lại rau thơm, với lại cắp cá, với ngò gí, cũng đầy đủ các loại rau luôn ha. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ở đây mình có nước mắm, mình sẽ chấm với nước mắm chua ngọt. Hôm nay mình có bỏ bún nữa. Ngon quá. Có đầy đủ các loại rau á, rau ăn ngon lắm. Cuốn này mình cuốn nhỏ xíu à, tại vì bên hàng đó nó bán bánh tráng loại nhỏ mà chứ không có loại bự, nên mình không có cuốn bự được. Thứ hai, mình cũng không có được đẹp cho lắm. Tại nó nhỏ đó nên khó cuốn. Bỏ cái cải này nè. Ăn nó ngọt, ngon lắm. Cuốn này nhỏ nên mình ơi, mình có thể ăn hết cái này luôn. Rồi cái món này mình rất là thích. Cuốn này mình gói đẹp hơn mấy cuốn khác nè, nhỏ xíu à, dễ thương nha, nhỏ nhưng mà có vỏ rồi mọi người, ăn rất là ngon luôn. Con gái rồi nhìn giờ mình ăn nè, ăn con ăn con ăn
Vâng. Chuẩn bị đã. Nước chấm nha nè, mẹ mình làm cho. Mẹ mình ở riêng chứ không ở chung với hai vợ chồng mình. Còn 2 ngày nữa là mẹ mình về Việt Nam. Tôi để mấy ông hẹn tôm rất là bự luôn. Lúc mình có bầu bé nhà mình đó, mình làm cái món này ăn, thèm cái món này lắm, làm ăn suốt à. Cái này với lại chả giò đó, để cái này che mắt cái mặt luôn. Con nhìn đây nè, con chào cô chú nha. Dạ nghe ba ba chị ba đó. Ừ. Hai con tôm rất là bự luôn. Nhìn lên nè. Đó. Anh cúc. Con gái mình nhìn cái đầu giống, nhìn giống con trai nha mọi người.
nhiều người xem video á cứ hay kêu là thu tí. Mình ăn được 5 cuốn à, còn 5 cuốn. My sister, my sister. Làm ấy lấy nước mắm thì mình có ly nước ngọt, cái này là nước trái đào á mọi người. Ăn hết mấy cuốn này tối khỏi ăn cơm luôn. Mình cuốn nhìn cũng không có chạy lắm rồi. Mình che mắt cái mặt không luôn à. Tạc. Một cuốn nè, mấy người mà mấy người đàn ông á cắn hai cái là hết rồi. Có thích làm cái này không? Mới ăn 2 hôm trước ăn nhà mẹ mình đó, hôm nay lại làm ăn tiếp. Con chào cô chú. Con gái mình nó nhảy cười lắm, cười suốt ngày à. Hả học hả học.
Mắm này mẹ làm, mẹ mình làm rất là ngon luôn, vừa ăn luôn. Còn một phút. Thấy nhỏ vậy chứ cũng nhiều lắm á mọi người. Tại vì nó có dao rồi. Ăn mùi cuốn này rất là no luôn. Khoan tay vậy? Khoan tay hả? Mẹ đâu ăn khoan tay hả con? Cười cá, cười cá. Có đồng tiền đây nè cô chú ơi. Để cái cuốn này mình cắn thử hai cái cho nó hết không nè. Ôi da, nắm đầu mẹ. Mình cắn thử hai cái thôi có hết không nè. Cuối cùng ăn hết luôn rồi. Để con bên mình đâu thấy con nha. Đó. No quá. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt.